Hello, xin chào cô chú, quay lại với kênh HB36 Vlog nha cô chú anh chị. Hiện tại là có một cái đến mua đồ ủng hộ cho chị Lan cô chú. Bảy sáu đồng hương của em nha. Cô chú anh chị, hiện tại là với anh ta. Cô chú anh chị này ghé mua đồ cho ông mua cho luôn. Hãy cho người làm ra dọn dẹp của chú. Đi cho tránh cho. quay hai lần báo không ạ. Chờ chị đi đến đó là live stream của chị Loan à cô chú anh chị. Anh Hải đang dọn dẹp đống hàng của chú. Chị Ni xíu, chị Ni đến live stream với chị Loan rồi chú chị. Nghe thông tin là chị Ni với Loan tối là live stream bán hàng tiếp rồi chú. Bây giờ chị Ni đến vợ của anh trai bạn của anh Vũ Lưng. Đến thì em sẽ cập nhật cho chú anh chị mình xin mời chú anh chị. Chồng cho bé bấm dây dắt xe vào nhà chú. Chị em Loan bắt đầu lên sim bán hàng rồi cô chú. Ủa?
chị đến gõ cửa mua đồ của tôi. Chào chú anh chị. Cô chú anh chị thấy video bằng em hai thì cho một like và đăng ký kênh cho H736 và anh Dầu Tiền Lắm. Con chó của cậu Năm này cô chú nó đang tè nè, chị Loan, chị Loan chị Loan cô chú. Đây, chị Loan đây cô chú. Cô Bôn nè, con gì lo nè. Con ăn cơm chưa Bôn? Bữa nay ăn cơm gì đó. Em Bôn chưa? Hả? Tối nào mẹ có lấy chim không? Không. Không đúng không? Không quay.
Hôm mai con đi hớt tóc không? Hả? Đắt tay chú cái đi. Đắt tay chú cái đi con. Đắt tay chú cái đi. Hả? Chú đây phải cho kẹo hả? Chú đây mấy người quen à. Chú đây mấy người quen này. Đấy. Phải cho kẹo con đúng không? Đắt tay đúng không? À mai chú mua kẹo cho con ha. Mai chú mua kẹo cho con ha. Đắt tay nó kêu mua kẹo, mai chú mua kẹo cho con nha, nhất phát luôn nha. Bây giờ đi khoảng 14 tháng 8 ở dưới á. Bây giờ vậy. Hả? Bây giờ. Phải liên hệ với bên bệnh viện Nhi Đồng.